Xin chào tất cả các em. Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn tiếng Anh sắp tới thì cô sẽ gửi đến các em một phần ôn tập về các chức năng giao tiếp. Đây là một số các phần trắc nghiệm chiếm khoảng 3 câu trong đề thi của chúng ta. Và trong video ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em khoảng 25 câu trắc nghiệm giúp các em phân biệt các tình huống và mình có thể ôn tập lại các cách đối đáp ha. Bây giờ mình sẽ đi vào nội dung. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following question. Đây là đề bài trong các đề thi thử và cũng là đề của phần minh họa của Bộ Giáo dục dành cho cái đầu đề của phần mà mình sẽ làm ở phần này. Rồi mình đến với câu đầu tiên nhé. Thank you for taking the time to come here in person. Đây là một câu cảm ơn đúng không nào? Mình thấy bắt đầu bằng thank you. Vậy thì trong bốn đáp án này mình sẽ đáp lại lời cảm ơn nó như thế nào đây? It's my pleasure. I don't know what time that person comes. I'd love to come what time. Do you have a time for some gossip? Vậy thì ở đây người ta cảm ơn, mình sẽ đáp lại bằng câu It's my pleasure. Oh, đó là vinh dự của tôi. Chúng ta đến với câu số 2. I have a terrible headache. Tôi bị đau đầu khủng khiếp. Vậy thì ở đây mình thấy là một cái lời, một cái thông tin đưa ra đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình sẽ thường là khuyên bảo đúng không? Và trong bốn đáp án này thì mình sẽ chọn đáp án ở đây. A. Maybe I'm not going to the doctor. Có thể là tôi sẽ không đi bác sĩ. Nó không liên quan đúng không nào? B. Not very well, thanks. Ở đây không phải là một lời hỏi thăm cho nên mình không thể nào nói là ồ, không có tốt, cảm ơn được ha. C. Maybe you should take a rest. Có lẽ là bạn nên đi nghỉ một chút. Đây là một lời khuyên rất là hợp trong tình huống này. Và D, not bad, I'm going to the doctor. Thì ở đây mình thấy là đáp án C là đáp án phù hợp nhất, được chưa nào? Chúng ta đến với câu số 3 nhé. Do you want me to help you with those suitcases? Bạn có muốn tôi giúp bạn bớt những cái hành lý này không ha? Rồi, ở trong 4 cái đáp án này thì mình sẽ đáp lại như thế nào đây? Of course, not for me. B. No, I can't help you now. C. No, you aren't mine. And D. No, I can manage them myself. Bạn có muốn tôi giúp? Đây là một lời đề nghị, đúng không? Đề nghị giúp đỡ. Và mình thấy ở đáp án A, B, C nó không có liên quan đến cái nội dung là đề nghị giúp đỡ này. Và để đáp lại đó thì mình có thể từ chối bằng cách là No, I can't manage them myself. Tôi có thể tự xoay sở được. Chúng ta đến với câu số 4 nhé. What does it cost to get What does it cost to get to Manchester? Ở đây mình cũng có 4 đáp án. It's interesting to travel to Manchester. B. It depends on how you go. C. I always go by train. And D. I don't like to go by train. Vậy thì người ta hỏi là gì? Tốn bao nhiêu để đi đến Manchester, một thành phố ở nước Anh? Vậy thì ở trong 4 đáp án này mình thấy đáp án phù hợp nhất đó là đáp án B. Nó phụ thuộc vào cái phương tiện, cái cách mà bạn đi đến đó ha. Câu số 5. Câu số 5 mình phải hỏi một câu hỏi nào đó hay mình nói một câu nói nào đó để có được cái câu trả lời ở phía sau đúng không? Bây giờ mình quan tâm đến cái câu trả lời. Yes, do you have any shirts? Ồ, vâng. Bạn có bán hay là ý hỏi là bạn có cái áo sơ mi nào không ha? Như vậy ở trong 4 câu này, could you do me a favor? Đây là một lời yêu cầu giúp đỡ. Bạn có thể giúp tôi không? B. Oh dear, what a nice shirt. Đây là một câu cảm thán. Một cái áo sơ mi thật là đẹp. C. May I help you?
tôi có thể giúp gì cho bạn? Đây là một lời đề nghị giúp ai đó ha, tự bản thân mình đề nghị giúp ai đó. Và G, why please, màu trắng. Đây là thể hiện một cái câu trả lời về sự lựa chọn đúng không? Như vậy mình thấy ở câu trả lời là muốn hỏi ý, như mình tưởng tượng đây là một lời nói để đi mua sắm chẳng hạn. Vậy thì khi bước vào cửa hàng thì người ta hay hỏi là tôi có thể giúp gì cho quý khách ha. Vậy thì mình có thể chọn đáp án C ở đây là một đáp án phù hợp nhất. Câu số 6, you are so patient with us. Bạn thật là kiên nhẫn với chúng tôi. Rồi, bây giờ câu này mình sẽ đáp lại như thế nào? Đây có thể được coi là một lời khen. Và khi được khen thì người ta thường đáp lại là thanks, that's nice of you to say so. Ồ, cảm ơn, thật tốt khi mà bạn nói như vậy ha. Câu số 7, can I try your new camera? Câu này cũng là một câu dạng như xin phép. Mình có thể thử chiếc camera mới này không? Vậy thì trong bốn đáp án này, A, I'm sorry I can't, let's go now. Tôi xin lỗi, tôi không thể, hãy đi bây giờ. Có vẻ như là rất dễ bị đánh bẫy ở câu A này đúng không? Một lời từ chối. B, sure I'd love to. Cái đáp án mà đáp lại bằng I'd love to nó không phù hợp với dạng câu hỏi với can. C, sure but please, please be careful with it. Oh, chắc chắn rồi, nhưng mà hãy cẩn thận với nó đấy. Và D, I'm sorry, I'm home late. Câu D là thấy không liên quan rồi đúng không nào? Vậy thì trong bốn đáp án này, mình thấy phù hợp về nghĩa cũng như là trong hoàn cảnh này thì đáp án C là đáp án phù hợp nhất. Chúng ta đến với câu số 8. Rồi, câu số 8 mình cũng sẽ quan tâm đến câu trả lời. Yes, about 10 cigarettes a day. Oh, khoảng 10 điếu một ngày. Cigarettes là điếu thuốc lá ha. Như vậy chắc chắn ở trong này người ta sẽ hỏi là do you smoke? Bạn có hút thuốc không? Còn ở câu B, what's the matter? Chữ matter ở đây bị thiếu mất một chữ T ha. Các em sửa lại. See anything else? Còn gì nữa không? D, well, you should stop smoking. Oh, bạn nên ngừng việc hút thuốc. Đây là một lời khuyên thì nó không phù hợp với dạng câu trả lời ở đây. Câu trả lời ở đây nhằm cung cấp một cái thông tin nào đó cho một người nào hỏi ở đây. Vậy câu này phù hợp nhất là đáp án A. Chúng ta đến với câu số 9. How well do you play? Bạn chơi tốt như thế nào ha? Muốn hỏi về cái độ chơi giỏi, chơi thành thạo của một môn thể thao nào đó. A, yes, I used to play tennis. Câu này nó không phù hợp với câu hỏi đặt ra ở đây, đúng không nào? Tôi đã từng chơi tennis. Người ta đâu có hỏi mình là bạn chơi môn thể thao nào, đúng không? Câu này loại. I don't play very often. Ở đây mặc dù hỏi với how nhưng không phải là how often, cho nên câu B này mình cũng không lựa chọn đáp án bởi vì nó không thể hiện câu hỏi ở cái việc mà chơi thường xuyên hay không. C, no, I don't play very well. Ồ không, tôi không chơi giỏi đâu. Và D, pretty well I think. Khá là tốt đấy, tôi nghĩ là như vậy. Nó phù hợp hơn là câu C. Bởi vì sao? Ở đây người ta không hỏi là dạng yes no. Mình không trả lời yes no trong dạng câu hỏi này, đúng không nào? Câu hỏi có từ để hỏi, mình phải đưa ra một cái nhận định, không sử dụng yes no. Như vậy mình sẽ chọn đáp án D. Chúng ta qua câu số 10. Câu số 10 mình cũng phải đặt một câu hỏi nào đó thì câu trả lời mới là no, nothing special. Không, không có gì đặc biệt cả. Thì chắc chắn trong này ở bốn đáp án các em quan sát nè. Did you watch the live show last week? Bạn có xem cái show truyền hình trực tiếp vào cuối tuần trước không? Ồ không, không có gì đặc biệt. Cái này nó không liên quan đến nội dung lắm, đúng không nào? B, did you do anything special last weekend? Bạn cuối tuần trước bạn có làm điều gì đặc biệt không? Câu này có vẻ hợp lý. Và mình có thể sẽ chọn đáp án B. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp đáp án C và D nhé.
Did you have a great time last week? Last weekend? Bạn có thời gian tuyệt vời ở tuần trước chứ? Hay là did you go anywhere last weekend? Hai câu này đã không liên quan đến câu trả lời là no, nothing special. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. Ok. Chúng ta qua tiếp câu số 11. Your boss looks like the aggressive type. Sếp của bạn trông có vẻ là những thuộc tuýp người năng nổ, xông xáo á, ha. Vậy thì ở đây mình sẽ đáp lại như thế nào? Câu này là một lời nhận định, một lời nhận xét của một ai đó về một người nào đấy, đúng không? Cụ thể là của một người nào đó đối với người sếp của mình. Như vậy mình sẽ trả lời như thế nào đây? Yes, he really wants to get ahead. Vâng, ông ấy thực sự là luôn luôn mà đi đầu á ha, dẫn đầu mọi việc á. B, yes, he quite gentle. Vâng, ông ấy khá là tốt bụng. Hay là C, really? I've never seen him like. Thật sao? Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nằm. Hay là D, right, he's so quiet. Như vậy, ở đây mình thấy phù hợp nhất là đáp án A. Bởi vì đang nhận xét về một chiếc người năng nổ thì dĩ nhiên là phải nhận định là ông ấy luôn dẫn đầu mọi hành động của mình. Câu số 12. How can this dress be so expensive? Làm sao mà chiếc váy này có thể đắt như vậy? Ha, một câu hỏi đưa ra. Yes, it's the most expensive. Câu này thì nó không phù hợp ở trong câu trả lời với how ở đây được. What an expensive dress. Đây là một câu cảm thán, nó cũng không phù hợp trong việc trả lời cho câu hỏi này. Và you are paying for the brand. Bạn đang trả, bạn sẽ phải trả tiền cho cái nhãn hiệu này. Và gee, that's a good idea. Đây là một lời đáp lại của sự đề nghị chứ không phù hợp với câu hỏi này. Và chỉ có câu C là câu phù hợp nhất, bởi vì ý của người ta muốn nói ở đây đó là bạn đang phải trả tiền cho cái hàng hiệu á, cho nên nó mới đắt như vậy. Câu số 13 nhé. I get impatient when the teacher doesn't tell us the answers. Tôi đã mất kiên nhẫn lắm khi mà giáo viên không trả lời, không nói cho chúng ta biết về cái câu trả lời. Như vậy ở đây mình sẽ có 4 đáp án để lựa chọn. Yes, it's hard to think of the answers. Vâng, nó thật khó để nghĩ ra câu trả lời. Và như cô đã bấm, các em cũng đã thấy thì đây chính là đáp án của câu này. Mình xem tiếp 3 cái kia xem người ta nói gì nhá. Yes, I wish she'd hurry up. Vâng, tôi ước là cô ấy nhanh lên. Cái này thì nó không thể nào mà thể hiện cái việc nhanh chậm đây rồi. Yes, she should know answers. Vâng, cô ấy nên biết câu trả lời. Và câu D, yes, she speaks too quickly. Cô ấy nói quá nhanh. Như vậy, chỉ có đáp án A là đáp án phù hợp nhất, bởi vì ý muốn nói là khi mà giáo viên chưa đưa ra câu trả lời ở đây thì có nghĩa là do câu đấy khó để tìm được cách trả lời, đúng không? Câu số 14. May I speak to the manager? Tôi có thể nói chuyện với người quản lý ở đây không? Vậy thì người ta sẽ đáp lại như thế nào đây? A. He always comes late. He is not very well. Đây là một lời nhận xét về một người nào đó, cụ thể ở đây là the manager. Nhưng mà ở đây người ta đang yêu cầu mình là được nói chuyện với người quản lý, chứ không phải là hỏi ông ấy như thế nào, đúng không? Nên câu A này mình không chọn. B, thank you, goodbye. Cảm ơn, tạm biệt. Câu này thì còn không thể nào sử dụng để đáp lại với lời yêu cầu này được. C, I'm afraid he's not in. Can I take a message? Tôi e là ông ấy không có ở trong này. Và tôi có thể nhắn lại gì không? D. I'm afraid not. He works very hard. Tôi e là không á.
Ông ấy làm việc chăm chỉ lắm. Như vậy ở đây sẽ không phù hợp bằng đáp án C, đúng không ạ? Thông thường mà khi ai đó đến tìm một người ở trong nơi mà làm việc của mình ha, thì mình sẽ trả lời nha. Ví dụ như người ta đã đi ra ngoài thì bảo là ồ xin lỗi, người ấy đi ra ngoài rồi và bạn có để lại tin nhắn gì không ha. Như vậy đáp án C là đáp án phù hợp nhất trong câu này. Chúng ta đến với câu số 15 nhé. Where's the view? The advertisement says this place has a great view of the sea. Ồ, cái cảnh đó ở đâu vậy? Trong cái quảng cáo á, thì nói rằng nơi này có một cái cảnh nhìn ra biển rất là tuyệt vời. Như vậy mình sẽ đáp lại như thế nào đây? A. It has good facilities. Cái nó có đầy đủ các cái tiện nghi rồi. B. It's convenient to see it. Thật là thuận tiện để xem nó. C. You can find it very convenient. Bạn có thể thấy nó rất là thuận lợi. Và D. You can see it from the back. Bạn có thể nhìn nó từ phía đằng sau. Như vậy ở đây người ta đang hỏi vị trí để được nhìn, được ngắm cái cảnh đẹp. Thì dĩ nhiên các cái câu A, B, C nó không phù hợp rồi, vì nó không có đưa ra cái vị trí nào cả. Mình sẽ chọn đáp án D. Đó là nội dung của câu số 15. Chúng ta sang tiếp câu số 16. I think the new resort will ruin the environment. Tôi nghĩ là cái khu nghỉ dưỡng này á sẽ làm phá hủy môi trường ở đây. Như vậy câu này là một cái lời nhận xét nè, một cái ý kiến được đưa ra. Như vậy ở đây mình sẽ đáp lại như thế nào đây? A. I'm afraid so. Tôi sợ là như vậy đấy. B. Don't you think so? Bạn không nghĩ như vậy chứ? C. I agree. It sounds nice. Tôi đồng ý. Nó có vẻ tốt, nghe có vẻ hay á. Điều này không thể nào được rồi, bởi vì người ta đang nói về một cái vấn đề tiêu cực, mình không thể nói nó đó là nice được, đúng không? Và D, let's go there, hãy đi đến đó. Ở đây không phải là một lời mời đi đến khu nghỉ dưỡng ha, mà đây là một nhận định. Như vậy ở đây chỉ có đáp án E, tôi e là như vậy đó. Mình đến với câu số 17. Rồi câu số 17 cũng là một câu đề nghị hay một câu hỏi nào đấy ở trước đó, mà đằng sau có câu trả lời là OK, where shall we go? Chúng ta sẽ đi đâu? Vậy thì người ta sẽ phải nói câu nào để mình có thể đáp lại như vậy? Shall we go the Zark concert? À, chúng ta sẽ đi đến cái buổi hòa nhạc nhạc gia ha. Đây là một lời đề nghị với từ shall chúng ta đã được học rồi. Have you done the shopping? Bạn đã đi shopping chưa? Hay là C, oh, reading books and going shopping. Đọc sách và đi mua sắm. Hay là D, I want to go shopping. Tôi muốn đi shopping. Như vậy ở đây người ta làm một lời lời đề nghị hay là một câu hỏi hay là một lời nhận định đây. Ở đây thể hiện một sự mong muốn, tôi muốn được đi shopping. Ồ được thôi, vậy thì chúng ta sẽ đi đến đâu? Vậy thì câu D là câu hoàn chỉnh nhất cho việc sử dụng lời đáp lại ở mẫu người ta đã cho. Chúng ta sẽ đến với câu số 18. Would you mind sending those flowers to Mr. Brown? Mình thấy cấu trúc would you mind mình đã được học rồi, có nghĩa là gì? Bạn có phiền không? Bây giờ chúng ta sẽ xem ở sau would you mind có hai trường hợp đúng không nào? À, mình cộng với verb in như trên câu này hoặc là sử dụng cụm từ mệnh đề if I sau đó là động từ nguyên mẫu hoặc là động từ thêm ed tùy vào would you mind hay là do you mind đúng không nào? Nhưng ở trong trường hợp này mình sẽ quan tâm về cách đáp lại với would you mind. Bạn có phiền khi mà gửi những cái bông hoa này cho ông Brown? Chúng ta có bốn đáp án. A. Sure, I'll do it now. B. I would if I were you. C. I wouldn't mind. And D. No, I can't handle it myself.
À, bạn có phiền khi làm gì đó không? Đối với cái câu này, đối với trong tình huống này thì câu A là câu trả lời phù hợp nhất. Chắc chắn rồi, tôi sẽ làm nó ngay bây giờ. Còn ở câu B đó là chúng ta quan sát thấy đây là câu điều kiện loại 2, đúng không? Tôi sẽ làm nó nếu như tôi là bạn. Ở đây thì không thể nào sử dụng câu điều kiện loại 2 được bởi vì nó sẽ không xảy ra, đúng không? See, he couldn't mind. Không bao giờ mình trả lời với he couldn't mind trong câu với could you mind được. Và D, no, I can't handle it myself. Tôi không thể nào mà tự giải quyết nó được. Cái này thì không liên quan, nó không phù hợp lắm trong cái trường hợp này, đúng không? Ta chọn đáp án A. Hãy đến với câu số 19. Would you like to order now? Bạn có muốn đặt món bây giờ không? Đây là một lời đề nghị và chúng ta đã được học dạng cấu trúc câu này rồi. A. Yes, I like beef steak. Vâng, tôi thích bò bít tết. B. Yes, I like beef steak. Tôi muốn bò bít tết. Các em quan sát câu A và câu B rất là dễ nhầm nếu như chúng ta không đọc kỹ nha. Ở câu A người ta sử dụng động từ like, còn ở câu B người ta sử dụng would like nhưng người ta viết tắt là like, ok? I'd like. Và I'd like có nghĩa là muốn, còn I like là sở thích, tôi thích cái gì đó. C, yeah, is excellent. Đây không thể nào để sử dụng trong trường hợp này được. Khi mà người ta đưa ra đề nghị là có muốn gọi món bây giờ không thì không thể nào là xuất sắc được, đúng không? D, yes, a table of five. Đây là gọi món chứ không phải là đặt bàn. Cho nên chúng ta không sử dụng yes, a table of five được. Cái này là dành cho đặt bàn trước ha. Nên chúng tôi đi bàn 5 người người ta sẽ nói như vậy. Nhưng ở đây người ta yêu cầu là would you like to order now? Vậy thì câu trả lời phù hợp nhất phải là I'd like beef steak. Tôi muốn ăn món này ha. Chúng ta đến với câu số 20. Rồi, giữa cuộc đối thoại của người khách hàng và người phục vụ, đúng không? Người bán hàng. Người khách này phải nói, phải hỏi một cái điều gì đó thì người bán hàng mới trả lời là Is over there next to the tea and coffee. Ở bên kia kìa, bên cạnh là trà và cà phê. Rồi, A. I'm sorry, I didn't buy the tea and coffee. Ồ, tôi xin lỗi, tôi đã không mua trà và cà phê. Không thể nào nói trong trường hợp mà khách hàng xin lỗi vì không mua được, đúng không nào? B. Can you help me? I can't carry the tea and coffee. Đây có phải là một lời đáp của sự giúp đỡ không nhỉ? Đối với cái phần salesman trả lời thì dĩ nhiên mình không sử dụng là can you help me trong trường hợp này được. Chúng ta sang tiếp câu C. How much is a kilo of tea and coffee? Bao nhiêu một ký trà và cà phê? Ở đây người ta không hỏi về giá. Câu đáp lại không phải là hỏi về giá cả nên mình không sử dụng how much. Và cuối cùng đáp án D, như mình phân tích ba đáp án A, B, C đều loại rồi thì chắc chắn đáp án D sẽ là đáp án của chúng ta, đúng không? Excuse me, where's the tea and coffee? Muốn hỏi vị trí của trà và cà phê. Ô, xin lỗi, trà và cà phê ở đâu vậy? It's over there next to the tea and coffee. Ở đây mình không thắc mắc là tại sao mà lại hỏi trà và cà phê ở đâu thì câu này lại là bên cạnh trà và cà phê. Ở đây chúng ta hiểu như thế này. Người mua hàng hỏi là trà và cà phê ở đâu và người bán nói là nó ở bên kia kìa. À, có nghĩa là trong tình huống này mình hãy tưởng tượng họ đang chỉ tay vào đó. Ở bên kia, bên cạnh nó chính là cà phê và trà đấy ha. Mình hiểu cái câu này là như vậy. Câu số 21. Câu 20 mình chọn đi ha. Câu số 21. Can you come down and help me with my shopping? Bạn có thể đến đây và giúp mình với cái việc đi mua sắm không? Đây là một lời đề nghị, đúng không nào? Một lời yêu cầu. A. What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? B. I'm coming. Mình đang đến đây. C. Can you buy me some stamp? Bạn không thể mua cho tôi một ít tem sao?
I'm looking forward. Tôi đang mong chờ. Vậy thì đề nghị mình đến và đi shopping cùng thì dĩ nhiên là phải đáp lại gì? Mình đang đến nè. Đáp án B, đúng không? Chúng ta đến với câu số 22. Would you like to meet Missy Gale? Sorry, Missy Bạn có muốn gặp cái bà Gale này không? Đúng không nào? Đây cũng là một lời mời, một lời đề nghị. Rồi, A. I don't know where she is living. Tôi không biết là cô ấy đang sống ở đâu. Để đáp lại hỏi có muốn gặp không mà lại bảo là mình không biết sống ở đâu. B. I'd love to. Thông thường đối với câu hỏi và với would you like mình sẽ thường đáp lại là I'd love to. C. I find it very interesting. Tôi cảm thấy điều đó là thật là thú vị. Và D. I can't make an appointment with her. Tôi có thể hẹn gặp cô ấy được chứ? I'm sorry, tôi có thể hẹn gặp cô ấy. Như vậy ở đây là một lời đề nghị, lời mời có muốn gặp hay không, đúng không ạ? Thì phải trả lời là tôi muốn hay tôi không muốn. Mình sẽ chọn đáp án B, I'd love to. Câu số 23. Do you need any help? Bạn cần sự giúp đỡ nào không? Một lời đề nghị. Rồi, ở đây mình thấy có bốn đáp án nè. No thanks, không cảm ơn. I'm too weak to lift this box. Tôi quá yếu để nâng được cái hộp này. Chúng ta thấy là một sự mâu thuẫn rồi đúng không nào? Hỏi có cần giúp không? Không, không cần. Mà tôi yếu lắm, tôi không nâng được cái này. Thì ra câu này không chọn được ha, nó quá mâu thuẫn với nhau. B. No thanks, I'm strong enough to lift this box. Không cảm ơn, tôi đủ khỏe, tôi mạnh, tôi đủ mạnh để nâng được cái hộp này rồi, tôi không cần giúp đỡ đâu. Câu này có vẻ ổn. Mình xem tiếp câu C và câu D nhé. Yes, thanks. I'm too strong to lift this box. Cảm ơn. Vâng, có ha. Yes, khẳng định là có cần. Cảm ơn đó. Tôi quá khỏe để nâng được cái này rồi. Quá khỏe để nâng thì đâu cần phải giúp đỡ đúng không nào? Như vậy ở đây mình không chọn được đáp án C. Và D. Yes, thanks. Vâng, cảm ơn. Tôi yếu quá nên tôi không nâng được. Cái này thì có vẻ hợp lý hơn so với câu C. Tuy nhiên đáp án của mình nên chọn ở đây là đáp án B. Đây là cách từ chối. Bạn có cần giúp đỡ không? Không. Mình khỏe, mình có thể nâng được cái này lên. Chứ còn ở câu D này. Có, cảm ơn. Tôi yếu lắm nên tôi không nâng được. Nhưng mà người ta thường thì không dùng sử dụng cấu trúc weak enough, đúng không? Đủ yếu ha. Câu này không dịch như vậy được. Chúng ta sang với câu số 24. Why don't you come over and see the new film with me? Mình thấy cấu trúc why don't you, một lời đề nghị, sau đó là động từ nguyên mẫu không to. Tại sao bạn không đến và xem bộ phim mới với mình? Một lời đề nghị mình sẽ đáp lại như thế nào đây? A. I'm afraid not. Tôi e là không đâu. B. Great, I'd love to. Tuyệt vời, mình muốn như vậy. C. Sure, please do. Chắc chắn rồi, hãy làm đi. And D. Wow, I didn't really that. Wow, mình đã không nhận ra điều đó. Thì khi mà bạn mình đưa ra cái lời đề nghị là rủ mình đến là xem phim cùng thì mình sẽ đáp lại như thế nào đây? Tuyệt vời, mình cũng muốn như vậy. Và câu cuối cùng. Excuse me, can you tell me where I can catch the bus to London, please? Xin lỗi, làm ơn. Bạn có thể nói cho tôi một cái cách có thể bắt được nơi mà có thể bắt được xe buýt đi đến London không? Đây là cách hỏi thăm về thông tin là đường phố, về thông tin phương tiện. Vậy thì trong bốn đáp án này mình chọn đáp án nào đây? Yes, please. Vâng, làm ơn. Không thể nào đáp lại như vậy được bởi vì người ta đang cần thông tin đúng không nào? B. Sorry, I'm new here myself. Xin lỗi, tôi cũng vừa mới tới đây à. Tôi cũng mò đường tới đây à. C. Sure, go ahead. Chắc chắn rồi, cứ làm vậy đi. Hay là ok, here's your ticket. Ổn thôi, đây là vé của bạn.
Vậy thì nó có liên quan gì đến câu hỏi với where không ta? Ở đây mình sẽ chọn đáp án B là đáp án phù hợp nhất. Ý nói là xin lỗi tôi cũng mới đến đây tôi không có biết á. Thay vì nói là I don't know, đúng là mất lịch sự. Thì trong giao tiếp hàng ngày, ví dụ có ai đó hỏi đường, hỏi cách gì đó mà chúng ta không biết thì có thể nói là như câu này người ta sử dụng, đúng không? Xin lỗi, tôi mới đến đây thôi à. Vậy là cô vừa mới giới thiệu đến các em khoảng 25 câu trắc nghiệm liên quan đến việc chức năng giao tiếp. Ở đây chúng ta sẽ có 3 câu trong cấu trúc của 50 câu trắc nghiệm của đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh với phần chức năng giao tiếp. Thì cô hy vọng là chúng ta đọc vào câu, phân loại được nó thuộc dạng câu hỏi thông tin, hay là câu cảm ơn, hay là câu đề nghị, hay là câu xin lỗi, thì chúng ta đã được học những cái cấu trúc đấy rồi. Các em hãy ôn tập lại và có thể xem những cái bài tập khác. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các em ở những video sau. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!